vị, hôm nay ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Người dân từ các địa phương đã quay trở lại thành phố để bắt đầu làm việc từ ngày mai. Theo ghi nhận, lượng phương tiện đổ về thủ đô bắt đầu đông từ sáng nay tại các tuyến phố trọng điểm và tại các cửa ngõ thủ đô, khiến giao thông tại các cửa ngõ của thủ đô căng thẳng và ùn ứ. Quý vị, sau 2 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19, sáng nay mùng 5 Tết, hàng nghìn người đã về dự hội Gò Đống Đa Hà Nội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2023. Cũng sau 2 năm phải tạm dừng do đại dịch Covid-19, lễ hội Chùa Hương năm nay sẽ bắt đầu khai hội vào ngày mai 27 tháng 1, tức mùng 6 Tết và sẽ kéo dài 3 tháng từ 23 tháng 1 đến 23 tháng 4 năm 2023. Từ những nỗ lực đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía cũng như những giải pháp đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại, tỉnh Phú Yên đã từng bước nâng công suất các nhà máy đường và ngay đầu xuân năm nay, các nhà máy đường ở Phú Yên đã bắt đầu hoạt động trở lại, mở ra một tương lai mới, đầy hứa hẹn với người trồng mía vì những mùa mía ngọt. Như vậy là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc, một cái Tết ấm no hạnh phúc khắp nẻo đường đất nước. Tuy nhiên, ở những dự án giao thông trọng điểm, Tết này có những người thợ đã phải gạt nỗi nhớ nhà, nhớ quê, ở lại đón xuân trên công trường. Với họ, mỗi ngày làm việc là một ngày góp sức để những công trình này về đích sớm hơn, kết nối những cung đường mùa xuân của đất nước ngày mai. Sáng nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đánh cồng khai xuân, giao dịch đầu xuân 2023. Tại buổi lễ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm nay. Trong đó nhấn mạnh vào việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường bằng cách xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Trải qua một năm với nhiều khó khăn do sản lượng khai thác hải sản ngày càng sụt giảm, chi phí chuyến biển tăng cao trong khi giá cá lại không tăng, thế nhưng ngư dân Phú Yên vẫn nỗ lực vươn khơi. Ai cũng kỳ vọng vào một mùa biển mới thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, năm 2022, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh phân cấp ủy quyền theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì phân cấp ủy quyền cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấp trung gian kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Và trên thực tế, thủ đô là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước thực hiện phân cấp và điều hành, được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá trong cải cách hành chính trong năm 2023. Những ngày gần đây, thời tiết tại Nghệ An rất giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều người cao tuổi và trẻ nhỏ phải nhập viện. Nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh về tim mạch và đường hô hấp. Lượng bệnh nhân gia tăng khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Ngày 30 tháng 1, Pháp và Australia đã công bố kế hoạch cùng sản xuất đạn dược cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh hai bên đang tăng cường hợp tác quốc phòng và phục hồi quan hệ sau những mâu thuẫn liên quan đến hợp đồng mua bán tàu ngầm cách đây 2 năm. Ngày 30 tháng 1, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh ở mức cao nhất trước nguy cơ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda có thể thực hiện các vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu phương Tây trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, hôm nay 31 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc trong bối cảnh Mỹ muốn khẳng định cam kết về bảo hộ an ninh của nước này đối với các đồng minh. Đây là cuộc gặp thứ hai của hai quan chức quốc phòng hàng đầu Mỹ-Hàn chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua. Sau chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay đã đến Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du hai đồng minh thân cận ở Đông Bắc Á. Ngoài mục tiêu tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn nữa của Hàn Quốc và Nhật Bản cho Ukraine, NATO cũng muốn tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia giữ vai trò quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhằm phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ, đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 2 tuần qua, 8 nghiệp đoàn lao động lớn nhất của Pháp liên kết phát động đình công và tuần hành lớn trên toàn quốc. Cuộc đình công đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất điện, giao thông và trường học tại Pháp. Là năm đầu tiên không hạn chế đi lại, Trung Quốc ghi nhận tiêu dùng và du lịch hồi sinh mạnh mẽ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và lễ hội xuân vừa kết thúc. Du khách Trung Quốc đã tràn ngập các điểm du lịch trong nước, đặt nhiều chuyến đi nước ngoài hơn và đổ xô đến rạp chiếu phim trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tiên sau khi Bắc Kinh quyết định mở cửa. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 1 thông báo tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine làm gián đoạn các tuyến vận chuyển vũ khí và đạn dược, trong đó có những khí tài do NATO cung cấp. Ít nhất 7 người Israel đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng súng vào giáo đường Do Thái ở Đông Jerusalem ngày 27 tháng 1. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về vòng xoáy đổ máu bạo lực leo thang sau nhiều tháng đụng độ ở bờ Tây. Hàng ngàn khách tham quan đã đến quảng trường bảo tàng ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan để tham gia lễ hội nghe hoa tulip quốc gia.
Và tại lễ hội năm nay, mọi người còn được tặng hoa tulip miễn phí. Sau 2 năm nghiên cứu, một nhóm sinh viên tại Hà Lan đã thiết kế được xe thăm dò chạy bằng điện có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt. Phương tiện này sẽ thu thập dữ liệu về khí hậu ở cực nam của trái đất. Một bé trai người Anh mới đây đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng những người có chỉ số thông minh IQ cao nhất thế giới, được gọi là tổ chức Mensa. Bé trai nhỏ tuổi này được tổ chức Mensa kết nạp thành viên sau khi tự học đọc vào năm 2 tuổi và hiện có thể đếm đến 100 bằng nhiều thứ tiếng. Đồng hồ ngày tận thế được giới thiệu vào năm 1947 và được sử dụng để phản ánh những sự kiện có thể đẩy nhân loại tới gần hay ra xa nguy cơ hủy diệt. Năm nay, do mối đe dọa từ xung đột Nga-Ukraine, đồng hồ ngày tận thế được điều chỉnh chỉ cách mốc nửa đêm 90 giây.